Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Cơ hội giảm giá xe Honda CR-V 2019 xuống mức thấp nhất, giảm luôn bằng tiền mặt tới 70 triệu đồng. Tùy chỗ khách hàng phải chi thêm từ 50 cho đến 100 triệu đồng tiền bia kèm lạp để được nhận xe. Honda CR-V đang có mức giảm cao nhất tới 70 triệu đồng tại các đại lý. Giá Honda CR-V đang được bán tại các đại lý với mức thấp kỷ lục. Một nhân viên tư vấn bán hàng cho biết anh đang bán hai chiếc xe màu đen và màu trắng bản L, sản xuất năm 2018, đi kèm ưu đãi tiền mặt giảm hơn 70 triệu đồng và tặng nhiều phụ kiện đi kèm theo xe. Tổng ưu đãi có thể lên tới cả 100 triệu đồng. Với những dòng xe sản xuất năm 2019, mức giảm không nhiều như xe sản xuất năm 2018, cụ thể là tặng 30 triệu đồng tiền mặt, bảo hiểm thân vỏ và 30 triệu đồng tiền phụ kiện, tham khảo tại một đại lý ở Hà Nội. Đây là mức giá tốt nhất từ trước đến nay cho một chiếc xe Honda CR-V mới tại Việt Nam. Vào thời gian cao điểm hồi mới về nước, khách hàng muốn nhận xe sớm phải chi thêm từ 50 cho đến 100 triệu đồng tiền bia kèm lạp. Sau đó, giá giảm nhiệt dần và giảm mạnh kể từ sau Tết Nguyên đán năm 2019. Việc giảm giá đối với một mẫu xe là tin vui đối với những người mua xe mới, nhưng lại khiến khách hàng đang phải sở hữu xe thất vọng vì chiếc xe mất giá nhanh trên thị trường, bởi giá xe cũ thường phụ thuộc rất nhiều vào giá xe mới. Honda CR-V tại Việt Nam hiện đang có 3 biến thể gồm có CR-V 1.5e, 1.5g và 1.5l. Giá bán niêm yết lần lượt là 983, 1.023 và 1.093 triệu đồng. Xe được trang bị động cơ tăng áp 1,5 lít, đi kèm với hộp số CVT, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Honda CR-V đang có doanh số bán rất tốt. Tính trong 6 tháng đầu của năm 2019, đã có 8.104 xe CR-V được bán tới tay khách hàng. Các bạn đang xem video trên kênh Ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.